Và sau đây là anh Tuấn và Sếp Duyên sẽ bắt đầu tiến hành quay giải 3. Rồi bây giờ mời anh Tuấn quay giải 3 lần thứ nhất ạ. Rồi anh Tuấn sẽ bấm nút dài một lần nữa để dừng ạ. Rồi số 96 ạ. Rồi mời Sếp Duyên ạ. Bấm theo nút vàng một cái nữa. 63. Đồng Nai, Huỳnh Mộc Kiều, Ô Kiều. Đấy.